chúng đệ nhất. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, kỳ xà quật sơn chung, giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt, kỳ danh viết tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan Đằng Nhi Vi Thượng Thủ, hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, văn thù sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, cập hiền kiếp chung nhất thiết Bồ Tát Giai Lai Tập Hội